Cơ mà ôi trời ơi, lung la lung nhấn khó chịu quá. Xinh cái mà vợ xinh, xinh cái mà vợ xinh, vợ tôi xinh quá bôi má hồng, tươi dáng người thon thả không hề éo, là vòng hai vòng ba cân tròn nhìn ngon quá ngon, vòng hai mợ ba, mợ ba. Gớm, ho xong đi rồi hẵng nói, không thì nói xong đi rồi hẵng ho. Mợ ba, đỗ này mỡ xinh quá, căng tròn mịn, nhìn mợ là tôi cứ nuốt nước bọt. Mợ đi đâu mà ăn diện thế? Gớm, tôi thì đi được đến đâu ngoài cái việc loanh quanh góc vườn xó bếp. Loanh quanh góc vườn xó bếp? Sao phải ăn diện như thế này? Diện để cho chó nó ngắm mà. Này, ông có cho tôi bước chân ra khỏi cái cổng này đâu? Tôi giữ là giữ cho mợ, là giữ cho tôi, là giữ cho cái nhà này được yên được ấm. Mợ thì cứ hơ hớ thế này, ra ngoài đường gặp cái cánh thanh niên làng, nó lại phang cho một cái, què cẳng ra ai mà chăm được. Gớm, ông cứ lo cái thân ông đi đã, của nhà thì một mớ thế này mà cứ ra ngoài xí sơn. Này, cây của vườn nhà ấy, mà ông không biết đường chăm tưới thì cứ để cái thằng hàng xóm nó trồng cho một mớ khoai lang. Ông cứ thách cả cái làng này, đố đứa nào dám động. Nghe ông dặn đấy, ở nhà bảo kẻ ăn người ở, chăm cho con sáo sầu. Ông gia đình có việc, nó mà làm sao cả lũ chết đòn với ông. Gớm, biết rồi, có mỗi cái chuyện đấy cứ dặn đi dặn lại. Này, thế ông gia đình hay là đi đâu đấy? Đi đâu là việc của cụ, hỏi nhiều chết đòn bây giờ. Thằng Chí, thằng Chí đâu? Dạ. Ra cụ dặn đây. Dạ vâng ạ. Dạ cụ cho gọi con ạ. Lại đây cụ Bảo. Dạ. Bác cái đòn gánh đứng ở cậu nhà, đứa nào mà ra cứ phăng què cẳng. Ông gia đình đánh ván tổ tôn, ở nhà chung bà cẩn thận nghe chưa? Dạ vâng ạ. Nhớ đấy. Dạ vâng ạ. Dạ cụ đi cẩn thận ạ. Anh Chí, lại đây mợ bảo. Anh Chí này. Dạ. Anh Chí có thấy mợ khổ không? Khổ? Rõ khổ. Nhưng mà sướng thì không ai sướng bằng ạ. Anh Chí bảo mợ sướng cái nỗi gì? Thì đấy, mợ ăn trắng mặc trơn, vàng đeo núc nỉu, gớm cả cái làng cái tổng này có ai sung sướng được bằng mợ đâu ạ. Gớm. Nhưng mà sống trong cái nhà này, Chí thấy có khác gì cái cảnh tù đầy đâu cơ chứ. Chí, anh Chí có thương mợ không? Dạ, thương ạ, nhưng mà nó cái xương nó chẳng còn ạ. Thôi, con xin phép bà là cho con xuống dưới bếp ạ. Thế anh Chí xuống dưới bếp làm gì? Dạ, con xuống con cho lợn ăn ạ. Ui dồi ôi, hôm nay không phải lợn gà cám bã gì cả. Anh cứ lại đây mợ bảo. Cứ lại đây. Ây da, sao mấy hôm nay mợ đau mỏi cái vai này quá. Anh Chí bóp cho mợ cái vai nhỉ. Ui dồi ôi, thà quất lạy bà. Ông mà về ông nhìn thấy thì ông đánh cho con tan xương ạ. Dạ quất lạy bà. Này. Dạ. Mợ bảo,
Ông đi đánh tổ tôm đến tối mới về. Anh Chí cứ lại đây. Dạ, dạ. Lại đây mợ bảo. Con lại bà. Nào, bóp, bóp cho mợ cái vai đi. Bóp. Nhanh lên. Ui dạ, vâng. Bóp cho mợ đi Chí. Kìa anh Chí, anh Chí bóp chỗ này này. Anh Chí ơi, anh Chí thấy có thích không? Không thích. Nhưng mà cái tay này thì nó lại thích. Ôi, cái bàn tay của anh Chí trắng quá nhỉ? Cái bàn tay của mợ. Dơ, cái bàn tay của người ta đã bảo bàn tay của mợ. Trong nhà này, cái gì cũng là của mợ tất. Anh Chí ngồi xuống đây với mợ. Kìa, ngồi xuống đây với mợ. Cổng làng mua mớ khoai lang cho thầy con. Sen có vẻ thích ăn khoai nhỉ? Thế mua được chưa? Có cần cụ cho thêm tiền mua thêm vài củ sắn không? Dạ thôi ạ. Sen đi đâu mà vội thế? Dạo này Sen càng ngày càng xinh nhỉ, da cứ mỏng lên nè. Sen cho cụ thơm sen miếng. Cụ bá, cụ đứng đắn đi, bây giờ khác xưa rồi, không phải cụ muốn làm gì cũng được đâu nhá. Thì cụ vẫn đang nghiêm túc đứng đắn đây mà. Dạ ơi, thở còn không xong, từ trẻ đến già vẫn không bỏ được cái thói răng hoa. Của nhà thì bỏ xó, máy mó nhà bên. Rồi có lúc á, cụ ngồi đấy mà khóc. Sen nói như thế là ý sao? Là ý sao à? Cụ cứ về nhà đi rồi biết. Mà nhớ ấy, đi cửa sau, chứ đừng có đi cửa trước. Chuyện gì? Chuyện gì à? Bà ba đấy. Nó lại chuyện bà ba đấy. Hay là có chuyện? Anh Chí năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Dạ con gần 30 ạ. Gần 30 là bao nhiêu? Dạ con 18 ạ. 18 thì anh Chí cũng chỉ xem tuổi mợ thôi. Chí ơi, hôm qua anh Chí có uống rượu không mà sao hôm nay mợ say thế? Thế à? Dạ con chưa được hớp nào ạ. Anh Chí à, hay là anh Chí bóp chân cho mợ đi. Dạ, con... Sao hôm nay mợ mỏi quá, nó cứ rước cái chân mợ. Mợ ơi, thế này mà ông mà về ông nhìn thấy là ông giết con đấy mợ ạ. Khổ quá, ông đi ra làng còn lâu mới về. Dạ. Nào, Chí bóp đi, bóp chỗ này này. Dạ vâng, dạ. Ôi, tay. Ôi giời, anh Chí. Dạ. Phải nhẹ nhàng thôi, khéo mợ đau. Dạ vâng ạ, dạ vâng ạ. Dạ bóp vâng. Anh Chí cứ bóp đến đâu mợ dễ chịu đến đây. Dạ. Bóp cao lên. Dạ ui bóp cao. Cao nữa lên. Cao nữa. Dừng. Bóp nữa là trúng mà bố ông ăn mày đấy. Ôi giời. Chí, mày vừa làm gì đấy hả Chí? Gớm, có làm cái gì?
Hôm nay tôi mỏi chân quá, thế là tôi nhờ cái thằng Chí nó bóp cho cái chân chứ làm cái gì. Dạ vâng đúng ạ. Dạ dạ ông khéo gấy ạ. Dạ 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 vâng ạ. Ôi giời ơi, thôi 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 thôi. Ôi giời. Nào. Thế không? Mày bóp hả? Dạ vâng con. Thế này, mày bóp ở đầu làng hay là mày đã lang thang vào sâu trong ngõ? Ôi giời ơi, dạ bẩm ông ạ, con mới được xe chỉ luồn kim à, con mới chỉ lởn vởn ở ngoài đầu làng ạ. Dạ con lại ông, con lại ông. Thế hả? Cút! Ôi giời, dạ vâng con cút ngay ạ. Đứng lại. Dạ. Mày đi đâu? Dạ con đi xuống bếp, dạ con đi gói bánh ạ. Dạ con lại ông. Gói bánh hả? Dạ vâng ạ. Thế mày gói bánh trưng, bánh nếp, bánh dày hay là bánh giò? Dạ, mày có giỏi mày sơi tái hai cái bánh dày của cụ đi. Con dạ con lại ông. Mở ba. Mở ba. Gớm. Làm gì được mợ ba, mợ bé, mợ út, út ít thôi. Bé, nhưng mà cưng nhất, chiều nhất, yêu nhất. Cưng với chả chiều, đêm đêm ông ngáy bể kéo lò, để tôi vò võ, năm canh một mình. Nghĩ mợ thì nhiều lúc cũng thấy thương. Nhưng mà tuổi già như lá mùa thu, cây răng nó rụng, một số khu nó bất bình thường. Gớm, ông đừng tưởng tôi không biết, chẳng qua là tôi không muốn nói thôi. Biết cái gì, mợ thấy rồi đấy. Tôi đã cố hết sức rồi. Tôi là tôi chả có chịu thua gì và thua ai. Thuốc trong cung cấm tôi cũng lùng mua cho kỳ được. Dăm con cá ngựa, bìm bịp chục đôi. Mật gấu ngâm tươi rồi đông trùng hạ thảo. Mà không hiểu sao, cũng chả biết thế nào. Trên bảo, dưới nó không có nghe. Trên nói một đằng, dưới làm sằng một nẻo. Có khổ cái thân tôi không cơ chứ? Tôi nói cho ông biết, khoai để lâu, khoai ắt bị hà. Táo chín trong nhà, có ngày bị hỏng đấy ông à. Mợ ba, mợ cứ bình tĩnh. Để tôi luyện một bài, bài hồi sinh công. Xem nó có ăn thua gì không. Ô hay, người nhà này đâu hết cả. Có mình mày là sao? Dạ bẩm cụ, bà cả bà hai đi ra chợ chơi Tết. Còn bà ba thì anh Chí đang bóp chân cho ở trong nhà. Cụ ơi, cụ làm gì mà cứ rít lên thế ạ? Gọi thằng Chí lên đây cụ đòi. Anh Chí ơi, ra cụ đòi. Lại đi cụ Bảo, lại gần đi cụ. Sen, dạ. Đâm lưng cho cụ đi. Đâm mỏi. Bóp cả tay cụ nữa. Cái tay, đã bảo là không được như thế nữa rồi cơ mà. Như thế là như thế nào? Sen này, không hiểu làm sao mà cũng chẳng biết thế nào. Mỗi lần cụ nhìn thấy Sen là người cũ nó lại dấm dứt hết cả lên. Cái tay ra. Đã bảo là không được như thế nữa rồi cơ mà. Như thế là như thế nào? Cụ vẫn đang đứng đắn đây mà này. Trong môn mày, cụ có làm gì đâu. Gọi thằng Chí đâu? Dạ. Nhanh lên đây.
Dạ, cụ cho gọi con ạ. Anh lại gần đây cụ Bảo. Dạ. Lại gần cụ Bảo. Dạ, cụ có chuyện gì ạ? Lại gần đây cụ hỏi. Dạ. Cụ không đánh đâu mà anh sợ. Dạ. Anh Chí cứ lại gần đi. Cụ không đánh đâu. Bây giờ gậy của cụ có dương được lên đâu mà sợ đánh. Tiên nhân cái con này, mày bảo cái gậy nào? Sao mày ăn cơm mèo cứ nói leo chuyện cụ là sao hả? Anh Chí, anh cho cụ hỏi. Dạ. Từ ngày anh về ở nhà cụ, cụ đối xử với anh thế nào? Dạ, cụ đối xử với con tốt ạ. Cụ cho con ăn, cho con mặc, dạ, cho con cả việc làm nữa ạ. Thiếu, cụ còn cho ăn mắng, cho ăn chửi, cho ăn hành. Mà lắm lúc anh chạy không nhanh, cụ còn cho đánh cho què cẳng ấy chứ. À, dạ đúng rồi ạ. Tông môn cái con này, sao chuyện của cụ mày cứ dí mũi mày vào là sao hả? Cút! Cút thì cút. Mà cụ bỏ cái gậy xuống đi. Bây giờ cụ có làm ăn được gì đâu mà lúc nào cụ cũng dương cái gậy lên thế. Đúng rồi. Còn nói cho cụ biết nhá, con giun ấy xéo mãi thì cũng quằn. Con người bị đè nén mãi thì có xá gì, đúng không anh chứ? Đúng quá. Mà cụ đuổi ấy, cụ đuổi thì con xin đi. Ở đây ấy, ở đây khổ lắm. Báu gì cụ ơi. Trong môn mày sẽ kẻ ăn người ở mà mày cãi cụ có đúng không? Cút, cút ngay. Vâng, con sẽ đi. Nhưng mà cụ ơi, cụ đừng có rít lên, rồi kẻo mà răng nó bổ vào lợi, bổ vào lưỡi, rồi lại khổ ra đấy cụ à. Cút, cút ngay. Tông môn bố mày chứ, kẻ ăn người ở nhà này bây giờ loạn rồi, loạn rồi. Anh Chí. Dạ. Anh ngồi xuống đây cụ bảo. Dạ con không dám. Anh cứ ngồi xuống đây, cụ không làm gì đâu. Cụ giận là giận cái con sen thôi. Ngồi xuống. Dạ thế con xin cụ ạ. Cụ là cụ yêu anh Chí nhất nhà. Thương anh Chi nhất nhà. Chi có biết không? Bây giờ cụ hỏi anh là anh phải nói thật. Dạ. Thế Hàng ngày lúc cụ đi vắng, bà thường bắt anh Chi làm những việc gì? Dạ bà bắt con làm nhiều việc lắm ạ. Bà bảo là bây giờ là cụ là già rồi, thế là con có cái việc gì ấy là con phải làm thay cụ ạ. Ừ. Làm thay hả? Dạ vâng ạ. Làm thay việc gì? Dạ là múc nước tưới cây hàng ngày, là xoa bóp ạ. Thế anh bóp gì? Dạ con bóp chân ạ. Bóp chân hả? Dạ. Thế anh Chi? Dạ. Anh Chi bóp có cao không? Dạ con bóp từ chân, con lăn lên đến đùi, rồi con dùi lên đến bẹn, rồi con chẹn trúng. Trúng cái mã bố nhà anh có đúng không? dạ không ạ, dạ. Rồi trúng vào cái gậy của cụ đấy ạ. Chẹn! Con lại cụ! Thì ra, cụ đi vắng là chúng mày chim chuột. Ôi ơi, không dám ai ai. Chuột! Ông bác kia! Ông thôi đi! Ông làm cái gì thế ạ? Tôi có làm gì đâu. Dạ, con lại cụ. Tôi chỉ đang ngồi xuống đây. Dạ. Anh cứ ngồi xuống đây. Tôi chỉ đang nói chuyện với anh Chi thôi mà. Mợ làm gì ở dưới đấy mà lâu thế? Tôi xuống dưới bếp bảo chúng nó gói mấy cái bánh dày. Gói bánh dày hả? Bánh dày của mợ gói phải nói là ngon. Anh Chi này. Dạ. Thế bây giờ anh Chi cõng cụ chạy 50 vòng quanh sân quanh cổng, rồi cụ cho anh Chi sơi tái hai cái bánh dày nhân thịt của mợ, được không? Dạ nếu mà được ăn bánh dày nhân thịt thì cõng 50 vòng chứ 100 vòng con cũng cõng ạ. Cõng hả? Dạ vâng. Rồi
anh đứng dậy. À, dạ vâng ạ. Trùng cái lưng. Dạ. Cụ thưởng. Dạ dạ dạ. Ui giời. Đi. Ô thế là. Rồi cụ cho anh bánh giày. À dạ vâng ạ, quan trọng luôn ạ. Thấy là thấy gì hả ông? Là thấy mệt đi. Ô, con chả thấy cái gì hết. À, cõng ông thêm 100 vòng nữa cũng được ạ. À, để con cõng luôn này. Cõng luôn này. Ôi giời đất ơi. Sao thế ông? Mẹ tiên nhân đó. Cái thằng cõng thì nó không thấy mệt. Mà cái thằng ngồi trên lưng lại bở hết cả hơi tai. Ôi dồi ôi chị ơi, để mợ thấm mồ hôi cho chị. Chị có mệt lắm không ạ chị? Mẹ tiên nhân chúng nó lại thấm mồ hôi cho nhau. Chi chi mới cả chuột chuột trước cả mặt cụ à. Tình tứ chưa? Yêu thương chưa? Dạ. Thôi được rồi, anh cõng giỏi lắm. Anh thả cụ xuống. Dạ. Thả cụ xuống. Đứng nguyên đây. Dạ. Rồi cụ sẽ cho ăn bánh giày. Dạ. Rồi cụ sẽ thưởng. Cụ thưởng cho chị. Dạ. Yeah. Ôi, anh chị ơi. Anh chị ơi. Mày này. Chị chuột cho ba Tiến ơi. Này tỷ. Ôi giày. Ông ba Tiến. Này cụ. Con lại ông à. Cho đi không à. Ôi, kẻ ăn người ở cái nhà này đâu? Chúng luôn dám đánh cụ thế này. Thôi, bây giờ ông gọi cũng chẳng có ai đâu. Hết tước hết quyền, còn đâu mà hô phong hoán vũ. Này, cả đời ông cậy ông làm chánh tổng, ông coi thường vợ con, ông độc ác với dân làng. Bây giờ ấy, gọi thế, gọi nữa cũng chẳng có ai sang đâu, ông biết chưa? Chúng mày chim chuột, chúng mày. Cây lớn gọi buồn nghe lá rơi. Từ lúc em đi rồi, hàng ghế công viên xưa chỉ một người. Chiều qua rớt vội, người yêu ai ngại nhìn gió mây trôi. Phố đêm đèn vàng không có tiếng mưa nhỏ buồn trong trái tim. Khúc ca thua nào theo bước đêm hoang, nhớ em lạnh lùng cằn gác vang. Từ lúc em đi rồi, từng cánh hoa yêu đương bỏ bên đường. Bàn tay ngón gầy tìm môi thơ dài, lời yêu gió bay. Đừng đi, đừng đi.
sao còn một mình tôi thế cụ này? Cụ bá, cụ bá, cụ dậy ăn bát cháo. Cụ dậy ăn bát cháo nóng. Mà vừa cụ nằm mơ đấy à? Ừ, cụ mơ. Kiếp sau cụ đơn độc lắm. Vì kiếp này cụ làm nhiều điều ác. Sen vẫn chưa bỏ đi à? Con mà đi bây giờ thì lấy ai là người chăm cụ? Mặc dù lúc trước cụ có đối xử ác với chúng con, nhưng vẫn còn nghĩa chủ tớ, tình ông con, vẫn còn tình người trong lúc gian nan hoạn nạn. Mà thôi, chuyện cũ qua rồi, cụ đừng nhắc lại nữa. Cụ ăn bát cháo đi. Cụ cảm ơn. Cụ biết đời này cụ làm nhiều chuyện ác. Cụ xin lỗi con, xin lỗi cả dân làng. Cuối đời cụ mới nhận ra tiền tài danh vọng chỉ là hư vô, chức tước ngựa xe cũng là cát bụi, chỉ có tình người là trường tồn mãi mãi. Cụ ơi, không có gì là muộn cả, chỉ sợ người không thức tỉnh thôi. Đúng, con nói đúng, không có gì là muộn, chỉ sợ lòng không thay. Chuyện xưa và chuyện nay đều đã qua hết cả. Sống tốt đời yên à, ông làm lại từ đầu. Sống tốt để kiếp sau được thật dày phúc báo. Cả đời ông đã sai, từ ngày mai ông sửa. Đúng rồi, không có gì là muộn cả. Ồ, thế mợ, rồi mọi người chưa bỏ đi à? Bỏ đi là bỏ đi thế nào? Chúng tôi chỉ làm thế là để cho ông bớt cái tính răng hoa đi thôi. Để cho ông tốt lên thôi ạ. Ông giờ đã thay đổi, như vậy là vẫn còn đông đủ. Như vậy là Tết này nhà mình lại có một cái Tết sum vầy vui vẻ. Ôi trời ơi, chú. Ê kìa bác. Ê kìa mình. Ê kìa anh. Anh chị em mình gặp nhau là cứ vui như Tết đi nè. Tèn 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 tèn. Tiêu gặp chị âm ngàn chén thiêu, vịt chặt nửa con thịt vẫn thừa, chim tìm bầu bạn kia kìa kìa kìa. Tình nghĩa anh em nhạt nhòe nhòe. Ồ, sao lại nhạt nhòe nhòe? Vì vậy bác để em chờ hơi đầu lâu thì chả nhạt nhòe. Thôi mời bác vào ăn nhậu. Ồ, này đã nói chuyện gì đâu mà ăn với nhậu. Ừ nhỉ. Hôm nay tôi sang đây là để hỏi vợ cho tôi. Quên, hỏi vợ cho thằng Cường. Đấy, sáng vừa xúc miệng mấy chén này ra nó hơi lẫn lẫn. Ôi trời ơi, em ấy cái tưởng bác muốn làm con rể em. Thôi, mời bác vào nhà nó chuyện kia đi. Con này, trong này cơ mà. Dạ, bác sang chơi đi ạ. Mời bác vào trong nhà. Càng ngày càng trẻ ra. Dạ, tôi thật. Dạ, vâng ạ, em xin ạ. Thế đi vào, tôi đưa câu chuyện với bà luôn. Mời bác vào đây. Dạ, dạ mời bác vào đây ạ. Dạ, quý hóa quá ạ. Cứ dạ. Để tôi vâng, tự nhiên. Em mời bác xây nước ạ. Vâng, uống nước. Thôi thế này cô chú ạ. Dạ. Các cụ đã có câu: gái lớn thì gả vợ, gái lớn thì gả chồng. Ê, nó lộn rồi. À, thế à? Gái lớn lấy vợ, à, gả vợ. À, ừ. Gái lớn lấy vợ, dạ, gái lớn gả chồng. Đứa nào bé thì ra đồng chăn chó. Chăn nghe. Đấy, mắc quá. Sau một cái thời gian
hai cháu là cháu Cường nhà tôi và cháu Linh nhà cô chú tìm hiểu nhau quá kỹ rồi. Dạ. Này, hả? Cái này em cắt lời nhé. Chúng nó tìm hiểu nhau kỹ đến đâu ấy thì chỉ có chúng nó mới biết thôi. Anh em mình biết làm sao được? Tôi biết hết. Hôm nọ đấy, con Linh nhà mình sang nhà tôi chả biết đứng ở vườn chuối thế nào, ngất. Ôi, đừng ngất à? Ừ, thằng Cường nhà tôi hà hơi thổi ngạt. Thế là con Linh tỉnh ngay. Không, là bác này, cái chuyện hạnh phúc của hai con này, bác với ông nhà em cứ mang ra đùa đấy. Không đùa đâu, thật mà. Em có ý kiến luôn đấy bác ấy này. Em với bác là cái chỗ thân tình, đúng không? Không phải dài dòng văn tự trình bày làm gì, nhá. Nếu như các con nó ưng thuận thì vợ chồng em cũng đồng tình. Gọi chúng nó lên hỏi lần cuối. Nếu như chúng nó đồng ý, tháng sau cho nổ pháo luôn. Đây. Cái chuyện cưới xin là cái chuyện nhà trai quyết định, nhà gái làm sao có quyền quyết định được. Không, bác nhờ. Chúng mình không quyết định được đâu, chúng nó quyết định hết. Dạ. Đấy, nó cứ bụi chuối mà lau có nhau sớm tối được quyết định là do chúng nó. Bác này, cái chuyện hạnh phúc của các cháu mà bác cứ à, này đi còn ngồi đây à? Đi gọi cho nó lên đây. Mà thôi, dọn luôn mâm cơm ra sân, anh em tôi ngồi cho nó phong thủy uống rượu rồi hỏi chúng nó luôn nhá. Dạ dạ, bác thông cảm đấy, nhà em trưa sáng thì da nó có tí men rồi, nó khác hẳn ý, nó tưng bừng hẳn ý. Dạ thì em xin phép ạ. Dạ dạ, em xin phép. Dạ vâng ạ. Cô cứ tự nhiên. Thế này, vợ chú đi rồi thoải mái. Trăm phần trăm. Trăm phần trăm. Chết. Bảo quá. Anh em mình cứ bị cái bệnh nghề nghiệp. Chè cứ nghĩ là rượu chứ. Này, vui quá bác nhỉ. Này, anh em mình là đúng là chí cốt, đúng không? Thân càng thân, chí cốt tâm giao, kể cả đứng bờ rào vẫn thân. Chiếc là chí cốt tâm giao, già thì sắp thông gia gần gũi. Này, anh em mình ấy, tha hồ bên nhau sớm tối, tiểu sắc say sưa. Nào, trăm lại trăm phần trăm. Thôi. Cái này 50% không đấu bỏng mồm. Tí chẳng ai nói câu gì. Vợ chú năm nay bao tuổi rồi? Vợ em á? Năm nhăm. Úi dồi ôi, năm nhăm à? Trẻ quá. Càng ngày càng sinh ra đẹp lên. Ấy rồi là vây vây. Năm nhăm mà nhìn như năm tư. Này bác vui quá. Trong tốt à? Trong tốt à? Này, em nói thật đấy bác. Bác biết là sao? Biết sao trẻ không? Hả? Cây mà tưới đủ nước thì nó sẽ tươi. Đấy, đàn bà cứ ăn đủ no là nó sẽ ấm lòng thôi. Sáng nào vợ em rửa bát nó vẫn cứ hát vang. Anh ở đầu sông em cuối sông. Thế anh hở bằng lá mộng. Em biết bác hở là cái gì rồi nhá. Bác biết là sao? Vì sao? Đàn bà ăn đủ no là lòng sẽ ấm. Thế là vui thôi. Chú nó phét. Chú này phét. Chú kém anh có mấy tuổi thôi, năm nay gần 6 sọi rồi. Lấy đâu sức ra mà kéo pháo. Bác á, em không hề chém gió nhá. Đây, nhìn bác có vẻ đuối nhỉ. Chả sao, gần 6 sọi rồi. Kém quá, kém quá. Vui thật đấy bác cái này. Em ấy. Là vẫn đều đặn tuần 7, tuần 3 vào ra không kể. Úi dồi. Vợ em là cứ mê tít suốt ngày thút thít thì khen hay. Này, bác biết làm sao? Có cái gì? Nhờ cái này này. Ô, cái gì đấy? 12 giờ men. 12 giờ men. Ấy, của dược phẩm quốc tế Hoàng Sơn. Cái này hay lắm. 100% là thảo dược. Bác nhá. Nên là ngoài cái vấn đề đưa pháo lên đồi, nó còn có tác dụng là giảm đau lưng, mỏi gối, chỉ cả tiểu đêm nữa đấy bác ạ. Thế à? Thế có gây phản ứng phụ không? Ấy không. Bác nhìn này, sản phẩm có cả GMP đây này. Gái mặt phố à? Là chứng nhận là sản phẩm an toàn. Sản phẩm an toàn đúng không? Hay cho tôi xin viên. À đấy. Thấy nói hay quá. Thấy cười luôn. Này. Đẹp từ trong ra ngoài. Này. Bác làm viên. Em làm hẳn hai viên luôn. Này,
Cái này nó rất dễ nhai. Hả? Con trai dùng là hợp. À đây 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 nữa, đây nữa bác ạ. Này, có ông ấy thì phải có bà. Đấy. Ông khỏe, bà đẹp để cả nhà mới vui. À. Tặng bác gái thêm bộ đồ này. Cái gì nhá? Còn cái gì nữa? Tốn nữ và tiêu viêm. Ừ. À. Này, tác cái này nhá. Ừ. Cái này là giúp cho chị em là trẻ đẹp, đẹp da. Ao hồ nó không bị khô hạn. À. Còn cái này nhá là giúp cho tiêu viêm này là giúp chị em là không lo giặc giã, tẩy bay mọi hoen ố. À, suốt ngày trắng trong. Đúng rồi. Đây, mày. Gì hả bác? Tôi thấy khăn khác. Này, hả? Anh đi về nhà với vợ. Hả? Đi chợ từ sáng rồi. Ôi trời. Này, này, vợ chú đâu? À, vợ em á. Ờ. Tìm vợ em làm gì? Ngủ luôn đây. Mẹ. Bác thấy chưa? Sản phẩm của Dược phẩm Quốc tế Hoàng Sơn. Cái thực phẩm chức năng này giúp cho hạnh phúc mãi trọn vẹn. Này, tôi chốt nuôi một câu. 12 giờ men, vợ không khen thì quý. Đúng đấy. Thôi, mời bác ra bàn nhậu. Bây giờ không khoái nhậu bằng... Đấy, nhậu đá này. Mát mẻ thế này, cứ ngồi ngoài sân cho nó sơn thủy hữu tình. Uống cho nó vào. Đi luôn nhỉ? Mời bác. Hay thật đấy. Chuẩn bị bát đĩa đi các con. Dạ, mời các ông vào trong nhà. Dạ, mời các ông vào. Cho bố vào. Dạ, mời ông ngồi nha. Ngồi xuống đi. Làm bố to quá. Ông bà cứ bành vẽ như vậy. Dạ, vâng ạ. Đứng hết cả đại. Ui dồi. Nè, nếp gia phong để đâu? Các con phải nên nhớ rằng vào ăn, các cụ ngồi trước, con cháu ngồi sau, vợ đứng bên hầu mới là gia đình gia giáo nhá. Không, nó phải đầy đủ như thế này chú ạ. Các cụ ngồi trước, con cháu ngồi sau, còn lũ lau nhau thì đi chỗ khác. Thôi linh linh thì cường, các con đi chỗ khác đi. Ê, ngồi xuống ngâm ngẩu, vỗ đùa đi mà. Tôi đùa thế mà. Hai dạng tôi gặp nhau uống rượu là có phải vui như tết. Dạ, mời ông ngồi ạ. Dạ, mời ông ngồi đây ạ. Bác ơi, chỗ này là chỗ của em. Bác cứ thích ngồi gần vợ em là thế nào? Làm chuyện đi. Thôi ăn đi các con. Ăn đi con, ăn. Anh từ từ. Cơm chứ đói chứ khát đâu mà ăn lắm đâu. Nói chuyện đã. Linh với Cường này. Nói chuyện người lớn vừa rồi. Là xong. Là nói xong rồi. Bây giờ đến chuyện của các con. Thì hôm nay bố sang đây đưa con sang nhà chú trai để nói cái việc đại sự. Bây giờ bố hỏi con đây. Cường đó. Ngoan lắm. Con có yêu Linh không? Bối rối chứ gì? Có. Hả? Có thì nói to lên. Có à? Mày không giống bố thế nào? Đang có là có luôn. Nó đâu người mạnh mẽ. Thế con có đồng ý lấy Linh làm vợ và chăm lo cho Linh cả cuộc đời không? Ừ. Cứ trả lời. Thằng này cứ biết có Linh. Con có yêu Cường và đồng ý lấy Cường làm chồng không? Cái gì? Ô cứ chết rồi. Làm chồng là đúng giờ con gì? Bà là cái gì làm tôi chết cả mình. Làm chồng không? Đúng không? Đồng ý không? Nói đi con. Tự nhiên đi. Cứ nói tự nhiên, có cả nhà không có gì phải thận thùng. Đúng rồi. Nói đi. Nói đi. Nói đi. Nói đi con. Ô hai cái con này. Cứ để thế mày chưa đồng ý à? Con thế không đồng ý thì mày gọi hai nhà sang đây nói chuyện làm gì? Em đồng ý. Ôi trời ơi. Thế là vui rồi. Điện sư bố nó chứ nó đồng ý một cái mà. Mưa xuân nó bắn tung thế nó ghi cả nhà nhịn luôn. Ngon nó xúc động. Thế là tốt rồi. Thế chúng nó đồng ý lấy nhau rồi. Ăn rồi, ăn rồi con. Ăn đi cứ tự nhiên. Con không có rượu thì bỏ chén đi làm gì. À nhưng mà ông bỏ rượu rồi cơ mà. Thú thật em bác. Em thì em bỏ rượu rồi. Thôi
vẫn phải lấy rượu cho bác vũ. Anh vừa lấy cho bố chai rượu. Mang đây đúng hết. Bây giờ tôi nghĩ ra ăn nhầm nhẹp như nãy giờ. Bác thấy cái nó thiếu thiếu cái gì đó. Bác vừa làm mấy 12 giờ men đến là quên hết cả rượu luôn đấy. À đây rượu đây ạ. Đây xin chào cho bác. Cho rượu cho con. Ngon quá ông bà cái dạ mời ông ăn tự nhiên đi ạ. Dạ vâng ạ. Ba dạ rất nhiều hết thôi. Đưa tôi chọn nào. Chọn đi ăn đi. Thế bây giờ tôi mời chú. Em bỏ rượu rồi. Bác uống một mình. Chú buồn cười. Tôi uống một mình nó buồn lắm nhá. Nhưng mà em hứa với vợ con em là thề là từ bỏ rượu chứ. Thôi cái thề nó là một chuyện. Thế giờ ai để tôi uống một mình như này nó không hay. Thế bác mời nhà em. Anh ấy bà uống đi ông một chén. Ôi này, nhưng mà em không biết uống bác không ạ. Không biết uống, không phải uống. Thôi. Thế hóa ra là vợ chồng chú khinh tôi hả? Này thôi hả? Mấy khi bác ấy sang đây mà hôm nay là ngày vui của các con. Ông cứ uống với bác ấy vài chén. Cô uống không? Được. Hai bố con mình ra quán nhá. Kể cả trưa nay nhà không nấu cơm được. Ôi thôi bác ơi, bác ơi, từ. Này, tôi bảo đi, ông nể mặt tôi đi. Uống với bác cái vài chén đi. Đúng rồi. Không sao hết. Thế được rồi. Em cứ gọi là hôm nay là bữa cuối cùng để từ bỏ nhá. Đấy. Thôi, nể bác lắm. Dạ vâng ạ. Em uống với bác chục chén. Nó phải như thế. Chén này là thế này. Là chúc cho tình cảm bền lâu. Đấy, đậm sâu, không đổi. Trăm phần trăm. Các con cứ ăn tự nhiên, đừng để ý những cái chuyện uống rượu của bố. Cường ơi, con tự nhiên ăn thoải mái đi. Ăn gì, bố bảo rồi. Trưa nay nhà không nấu cơm. Mẹ không ăn đâu, con ăn đi. Do cho tiệc. Dạ. Ngon quá. Ông bà chú đáo này. Bố con tôi rất là ngon. Rồi. Ăn đi các ăn con. Đi, ăn đi, ăn đi. Anh đi. Ăn đi. Ăn đi. Thấy bác ăn khác này. Ăn đi. Ăn đi. Không ăn được cái gì à? Không ăn được không? Ngon không? Bây giờ chén thứ hai. Chúc cho tình cảm bao nhiêu năm gắn bó sợ chó gì đời. Gắn bó là sóng gió không có sợ. Chén hữu rượu trẻ ba năm. Bà không ăn đấy. Bác này mời em hai chén nào. Dạ vâng ạ. Thôi mình là em mời bác một chén. Đấy. Chúc cho hai nhà như một. Đúng rồi. Tình tốt mãi bền lâu. Đậm sâu và gắn bó. Đây ông ăn miếng này. À này bác. Để cắt cho ông miếng này. Có nè. Ông ăn đi. Đây là cái chén là dù gần dù xa cũng kệ cha ngọt. Tình nghĩa một nhà dù gần dù xa cũng kệ cha ngọt. Cứ uống là uống. Con xin phép bố, con xin phép bác, con và Linh đi có chút việc ạ. À thế à? Đi về à? Có chút việc thôi bố dặn thế này. Chúng mày dù có chậm, đi chậm, đi lâu, miễn là 3 tháng, có châu, có nghe. Đúng rồi, cứ đi nhá. Đi thì đi đâu thì đi. Để bố đừng ảnh hưởng đến việc thi đấu rượu của đúng hai bố. Đi các con. Hai đứa đi nhanh đi về nhá. Con xin phép ạ. Con đi. Thế thì có khi là tôi với con cũng xin phép mà. Bác ngồi đây nhá. Em đi vào dọn dẹp tí nhá. Đi ngay. Dạ vâng. Đi. Nhớ là đừng có say đi nhá. Say làm sao được. Tôi uống bác rượu là không bao giờ say. Thầy đúng. Mà khi vài chén là lời bay tuyệt vời. 100%. Mà rượu ngon lại uống ngoài trời thì khỏi phải nói là đôi lời tâm giao. Nè, dạ bác ơi. Vui quá, vui quá. Bác ơi. Sư tử cá đi rồi. Bây giờ anh em mình thoải mái đi thôi. Thoải mái đi thôi. 100%. Cứ phải ướt môi nó mới sướng. Đúng không? Chào hai bác. Ôi trời ơi, nhà hôm nay có việc gì mà sao lại bố bà này ngon thế này à? Cả gọi em câu hết cả. Hôm nay nhà có khỉ sự. Khỉ sự.
Ê, chú uống với anh em tươi trắng. Này, nhà có rượu ngon thế này mà trả họa cho em một câu gì hết cả. Thì đã muộn đâu. Đang mình gọi thì chú đến. Nhà, vào ba. Ra bảy, mời chú nhảy một đôi. Mà không có đôi thôi, tôi cũng mời thêm một chén. Dạ, vâng, vâng, vâng. Thế là chú phải ba chén. Đấy. Mời các bạn. Mời các bạn. 100% nhá. Ôi, rượu ngon thật đấy các bạn. Rượu ngon là phải có bạn Hiền. Đúng rồi. Trong túi hết tiền vẫn cứ phải có rượu ngon. Đúng. Đang nói như chuẩn. Vậy là ta phải uống đấy. Mà rượu ngon là không phải cần có vợ con. Uống rượu mà có vợ con nhìn quanh nhìn quẩn thế còn vui đâu. Uống tiếp nào. 100%. 100%. Chú thấy có dâu, tự nhiên tôi thấy buồn giàu vì nhãn thịt. Nhãn thịt là nhãn gì? À, nhãn thịt. Nhãn không có gì. Uống các bạn uống đi. Chầm, chầm, chầm. Chầm là hết rồi. Em, mời riêng bác tiểu một chén. Rồi. Là bằng chứng trước tòa chứng minh là bác đã đồng ý gả thằng Cường nhà bác cho con Linh nhé. Chính thức chưa cưới nhưng đã là hai thằng thông gia. Thông gia lên chuyện vui. Uống một hớp này là gặp nhau. Uống một hớp này. 100%. 100% luôn đấy. Bác tiểu với cả bác trai này. Hả? Hai bác có muốn uống một bữa rượu thỏa thích không? Quá. Nếu uống thế thì phải uống thỏa thích luôn. Rất nha. Anh em gặp nhau là uống về cho nó thích. Phải thích thỏa luôn. Đây lên. Đấy. Uống 100%. Này, bác tiểu này. Phải công nhận này là tử lượng của bác trai là quá đi xuống. Đúng, kém. Uống một tí mà đã nhổ phí hết cả rượu rồi. Sức khỏe thì đi lên, tử lượng thì đi xuống. Xuống quá. Quá kém. Này. Chú nhầm nhé. Nhầm nhé. Nhầm cơ bản ấy. Nhầm nhé. Bác bảo ai là kém. Riêng nói về vấn đề rượu, em chấp bác một mắt luôn. Này, tớ cũng chấp chú nửa con người. Thế thì rót. Chứ đâu, rót em rót luôn. Rót ra. Rót hết. Rót. Này. Hả? Ê, nhưng mà bác trai ơi. Ơi. Thì nhà mình hết rượu rồi. Hết rượu hả? Này. Hết rượu rồi. Chú chén. Dạ. Bảo với vợ của chú trai. Cầm tiền của tôi đi ra quán rượu mua tiếp. Mình chơi tới bên. Chơi bên luôn. Chơi dưới sát. Này. Gì? Bác đừng có ba que xỏ lá nữa. Cái gì? Ý bác là kinh nhà em nghèo chứ. Chú hiểu nhầm rồi. Ý tôi không phải như thế. Ý tôi nói là cái tình cảm giữa hai gia đình. Đúng rồi. Giờ nó như một. Đúng. Thì tôi mới bảo là bỏ tiền ra để mua rượu về. Chuẩn quá. Chứ phải nhà khác còn lâu nha. Đúng rồi đấy. Bác trai à, bác cứ hiểu nhầm. Làm sao bác cứ phải nóng lên như thế. Nhưng mà em nói thật nhé. Là bác tiểu bác ấy cũng có ý đấy. Có ý đấy à? Bác cái cũng có ý như thế đấy. Ý gì? Bà trai! Hả? Dạ. Bà trai! Đây! Ra bảo ấy! Cái bình tĩnh ngồi xuống. Ông bảo cái gì tôi? Lấy cho tôi thêm mấy chai rượu. Ôi dồi ôi, thôi các ông uống từ trưa đến bây giờ rồi. Tôi nghĩ là cũng say hết rồi. Thôi dừng ở đây được rồi đấy, để cho dừng nó sức khỏe. Dừng thế nào? Sao được? Uống từ trưa à? Đúng rồi. Ôi chưa? Ừ. Này.
Em thấy nhà em mà nói cũng phải đấy. Uống chút rồi chưa là có khi là anh em mình pha dừng nhé. Không. Vâng, các bác dừng đi ạ. Dạ. Bác Tiểu này. Hả? Chính ra bác trai bác ấy cũng nề nếp ra phong phết đấy. Đúng rồi. Tôi biết hết. À, vợ bảo là chồng phải nghe. Đấy, dưới bảo trên nghe. Nó đe sợ chút vòi. Quá hay à? Mang cái rượu lên cho anh em tôi uống. Đây, rượu đây. Đấy. Ông uống đi. Đây, đây, chân tiểu. Uống là phải thỏa thế. Thỏa thế quá bác để em. Đây, ba. Ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây làm gì? Phục vụ anh em tôi uống rượu. Uống rượu là phải có tí khà. Đúng. Uống rượu là phải có đàn bà nó mới vui. Chuẩn đấy. Đúng không? Bác Tiểu nói chuẩn đấy. Em ơi đấy. Vợ con mà chồng nói cứ cãi ngoài ngoài. Bà có tên không? Tôi hất cho bát nước mắm vào mặt bây giờ. Này, ông đang say đấy à? Này, mới nói ra là toát lên cái vũ phu này. Đừng bao giờ như thế, thấy chưa? Ông im mẹ mồm ông đi. Im đi. Nhá. Im đi. Ông im mẹ tôi dạy vợ tôi. Hả? Vợ tôi có phải vợ ông ấy đâu mà ông ấy bệnh. Ông để im mà tôi dạy vợ tôi. Em cứ ngồi để im cho bác ấy dạy vợ. Em cứ ngồi đây. Em thấy chưa? Ngày xưa nếu như em lấy anh thì em đâu đến nỗi khổ. Nếu cái thằng vũ phu nó ngu cả một cuộc đời. Cô nghe đây. Bắt được đôi gian phu dâm phụ. Cái gì? Ông đứng thay đi ạ. Phụ cái gì? Cho ăn toàn lòng với xương cái này đậu phụ ở đâu hả? Mà là anh nói luôn chú trẻ đấy, chú trẻ không biết ngày xưa hồi học lớp một đấy, chính thằng này nó còn biết, tôi còn véo mông em tí đây, thằng này nó còn biết đấy. Ô thế là hóa ra ngày xưa bác Tiểu lại yêu bác Tí à? Thích từ bé bây giờ vẫn còn thích. Bác như thế là không được. Không được. Này em nói bác trai nhá. Ừ. Bác là bác lành đấy, chứ phải em nhá. Là em oánh vỡ mặt cái phường gian phu dâm phụ ngay. Mày giỏi đấy đi. Không được. Thôi thôi, tôi không ngồi đây nữa. Đi không? Đi không? Này chú trẻ, nói tóm lại luôn nhá. Anh hơn thằng này tất cả về mọi mặt. Nhưng riêng có một cái anh thua. Đó là con vợ nó, anh phải chấp nhận đấy. Ông bảo ông hơn tôi. Thế ông hơn tôi cái gì? Ông kể cho nghe. Hơn cái đầu tiên là nhà tôi giàu hơn. Này, ở đời này á, chưa biết thằng nào nhiều tiền hơn thằng nào đâu. Ông nhìn lại cái nhà ông đi. Chắc gì đã hơn cái xó bếp người tôi. Đừng có khinh nha. Với cái thứ hai là tiểu lượng của tao bao giờ cũng hơn mày. Đúng. Uống rót à? Không cần phải rót, tao chơi cả mình luôn. Thế là bác ấy khỏe hơn bác thật đấy. Riêng ông chơi một bình, tôi chơi cả hai bình luôn. Thế thì bác trai lại khỏe hơn bác Tiểu này, rồi. Này, mày. Này, tôi trẻ hơn ông. Tôi là tôi ăn đứt ông cái sức khỏe rồi. Ăn đứt sức khỏe đi. Ông khỏe làm sao bác nói được. Mày khỏe hơn tao đi. Bây giờ mày có dám đánh nhau tao không? Mày giỏi mày ra đây. Mày ra đây. Đánh nhau xem nào. Đánh nhau xem. Này thôi nhá. Uống rượu là không được đánh nhau. Nhá. Mà thôi. Hai thằng mày ra sân đánh nhau luôn đi. Để tao làm trọng tài. Ra đây. Nào. Đánh luôn đi. Mày ra đây. Đi ra sân luôn. Ra đây. Nói đây đi. Tranh cho con vợ. Tao là trọng tài. Nào. Mày ra đây. Mày ra đây. Tao chiều mày đi. Ra đi tôi sợ chiều. Cái gì đây? Cái gì đây? Ôi trời ơi. Làng nước ơi, có thằng mặc áo lót của vợ. Ôi bác trai. Áo đâu hết mà sao lại mặc nhầm áo lót của bác gái này? Nhầm, đó là chuyện bình thường. Ông thích gì? Ông làm sao? Mày làm sao? Tôi nói cho ông biết. Riêng cái tên của tôi nó là nuốt chửng ông rồi. Mày nuốt gì? Mày nuốt gì? Tôi tên là Trai đúng không? Thế còn ông tên gì? Ta tên là Tiểu. Thế Trai để làm gì? Trai để đựng rượu.
Thế tiểu là gì? Tiểu là rượu. Ừ. Thế có phải là tôi nuốt chửng không không? À. Ngay cả cả cái thằng chén này nhá. À. Nó cũng nuốt chửng không được. À. Luôn luôn. Luôn luôn. Luôn luôn chuẩn á. Thế mày làm gì ta? À. Mày làm sao? Mày làm sao? Mày làm sao? Ông làm sao? Mày làm sao? Này. Ông làm sao? Thằng nào sờ đầu trước là bố. Thằng nào sờ xuống sau là mẹ. Chứ nói cho ông biết nhé. Nó không nể nhé. Sắp làm thông gia nhé. Tôi quánh vỡ mặt ông đâu rồi. Hả? Mày á, mày là anh vỡ mặt tao á. Tao nói thẳng luôn cho thằng thông gia biết nhá. Bây giờ không có thông chiếc gì hết. Bây giờ chỉ là thông cống thôi. Nhá, tao đếch cặt. Nhá, nhá. Không thông gia gì. Biến. Hả? Cút. Đáng nhẽ là tao về rồi đấy. Nhưng mày bảo câu biến. Tao lại không về. Tao ở đây. Cút. Biến này. Tao không cút đấy. Thế biến à. Hả? Mày làm gì tao? Tao được biến đi. Mày làm gì tao? Biến. Cút. Tao không cút. Hả? Hả? Tao không biến. Tao không cút. Mày là cái loại nhá. Chó cậy gần nhà. Ô nè. Hả? Bác trai này. Hả? Bác lại quá là hiền lành á. Này. Chửi là chó mà vẫn đứng im được à? Hả? À. Phải em nhá. À. Hay em đánh vỡ mặt luôn nhá. À. Đánh luôn. À. À. Thầy. À. Mày bảo ai là chó? Tao bảo mày đấy. Mày bảo ai là chó? Mày đấy. Mày chết không? Mày ai? Phúc hoàng quá. Mày vỡ mặt luôn. Nhà nào? Mày bảo đây. Vỡ nhau. Vào. 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 Để yên à, sao mày không vả vỗ bóng cho bố? Thương con, tôi đi về đi. Tao về, tao về luôn. Thằng chó nhá, thằng chó nhớ mặt ông nhá. Hôm cưới tao đánh chết mày. Rồi ơi là rồi. Thế này thì còn cưới gì gì nữa. Tiểu ơi là tiểu. Mẹ nó để nó chạy. Tiểu gặp chiêm ngàn chén trước. Ôi!